Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2021, cơ quan chức năng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đã tạm giữ 10 đối tượng để tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của các đối tượng tổ chức nhậu trong khu phong tỏa rồi đánh luôn cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác tại chốt 77 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 18 tháng 9 năm 2021, tại khu vực chốt phong tỏa 77 Huỳnh Mẫn Đạt thông với hẻm 342 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, trong quá trình tuần tra khu vực phong tỏa, tổ tuần tra phát hiện có một nhóm đối tượng đang tổ chức ăn nhậu. Tổ tuần tra đã yêu cầu nhóm đối tượng này nhanh chóng giải tán và chấp hành nghiêm các quy định trong khu vực phong tỏa. Đến 22 giờ 10 phút, có một đối tượng tên L ra đầu chốt chửi bới, lực lượng đã nhắc nhở kêu vào ngủ. Sau đó thì đối tượng bỏ đi. Tới khoảng 22 giờ 30 phút, đối tượng tiếp tục ra chửi bới và kêu thêm một số đối tượng khác, gồm 9 đối tượng. Thông chốt mở hàng rào của khu phong tỏa, phát hiện vụ việc, cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt nhanh chóng ngăn chặn nhưng các đối tượng không chấp hành. Đáng nói hơn, các đối tượng trên đã sử dụng hung khí chống trả và làm bị thương một số cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Lực lượng tại chốt đã yêu cầu tiếp ứng hỗ trợ đến khoảng 23 giờ. Các lực lượng chức năng đã giải tán được đám đông và tuyên truyền những người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của khu vực phong tỏa phòng chống dịch. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 9 đối tượng, 7 nam, 2 nữ về trụ sở công an làm việc. Đến sáng ngày 19 tháng 9, cơ quan chức năng tiếp tục mời các đối tượng về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.